Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tương lai huấn luyện viên Bang So có diễn biến bất ngờ. Huấn luyện viên Chu Jae bãi gắt tìm vàng thế nào tại V-League? Văn Toàn ghi bàn đầu tiên cho Nam Định. Tương lai huấn luyện viên Bang So có diễn biến bất ngờ. Lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phải chờ sang tuần mới có câu trả lời cho tương lai của huấn luyện viên Bang So. Sáng 24 tháng 11, nhiều nguồn tin từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến chiều tối sẽ có thông tin chính thức về việc huấn luyện viên Bang So và Lee Young Hin cập bến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi người đại diện của cả hai thành viên này lên tiếng chắc nịch là không có. Câu lạc bộ phải thật mạnh về tài chính mới mời được huấn luyện viên Bang So. Hai sự kiện một chờ đợi và một hiện hữu gồm nghe ngóng từ người trong cuộc sẽ có sự trở lại của huấn luyện viên Bang So, Lee Young Hin dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và lá đơn với 24 chữ ký đòi lãnh đạo câu lạc bộ thanh toán những khoản nợ rất mâu thuẫn với nhau. Vì nếu câu lạc bộ thiếu tiền thì không thể mời một lúc hai cựu huấn luyện viên trưởng và trợ lý của đội tuyển quốc gia được. Cũng cần biết thời ông Bang So làm việc với VFF, ban đầu Bầu Đức trả lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc khoảng 35.000 đô la một tháng. Sau này khi gia hạn hợp đồng, VFF trực tiếp chi lương tháng 50.000 đô la cho huấn luyện viên người Hàn Quốc, chưa kể ekip trợ lý hỗ trợ công việc huấn luyện viên cùng ông. Huấn luyện viên Bang Hang-seo đã gây dựng thương hiệu tốt và đang điều hành một học viện bóng đá mang tên ông ở hai nơi tại Hà Nội, thì việc mời ông trở lại hành nghề cho một đội bóng là không hề đơn giản. Chưa kể đến mức lương phải cao tương xứng với danh tiếng lẫn tay nghề của ông, và điều quan trọng nhất là nội bộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải ổn định thì mới có thể đưa ông về. Nói thẳng ra, ông Park không thể đá thay cho cầu thủ và liệu ai chuyên tâm chơi bóng khi những yêu cầu về lương, thưởng, phí lót tay đang bị treo. Bất ổn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người đại diện Lee Dong-jun của ông Park không xác nhận thân chủ của mình tương lai sẽ nắm một đội bóng tại V-League, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay đổi ý định nếu có lời mời nghiêm túc mà không phải tin đồn về những mức ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn cứ khó cho ông Park từ cương vị một vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia đã tạo dựng tiếng tăm ổn định lại đồng ý dẫn dắt một câu lạc bộ đang vướng phải những sầm sì thiếu nợ cầu thủ và bất ổn nội bộ lẫn thành tích trong hai mùa chỉ lo trụ hạng. Hiện tại, bên cạnh sự mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin về đội, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những phương án khác như tin đồn về hai cái tên cũ là Minor Poking vừa bị tuyển Thái Lan sa thải và ông thầy cũ người Hàn Quốc từng đưa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào top huy chương Chung Hae Sung. Nhưng để vận hành bộ máy sau khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nghỉ việc cùng với một số trợ lý không còn tha thiết ở đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm đưa huấn luyện viên Phùng Thanh Phương lên cùng với các cộng sự Liêm Thanh và Đinh Hồng Vinh chuẩn bị tiếp Viettel ở vòng đấu thứ tư của V-League vào tuần tới. Những người từng gắn bó với huấn luyện viên Bang So đều hiểu rất rõ cá tính lẫn yêu cầu của huấn luyện viên này khi bắt tay vào huấn luyện. Đó là đòi hỏi về tính chuyên nghiệp của một đội bóng từ lãnh đạo đội đến cầu thủ. Kể đến là những yêu cầu về mặt chuyên môn mà đội bóng cần phải đáp ứng. Việc 24 thành viên đội bóng ký đơn gửi đi khắp nơi, trong đó có cả VFF và VFF, chứng tỏ họ không tự vu khống cho lãnh đạo câu lạc bộ nợ nần mình. Còn nếu đúng như lãnh đạo đội bóng cho rằng họ không nợ và đã thanh toán đầy đủ, thì 24 thành viên bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên đã làm chuyện tày đình và không xứng đáng là những cầu thủ chuyên nghiệp. Đúng, sai, ở chiều hướng nào thì cũng là sự bất ổn của một đội bóng, và điều đó thì không thể thuyết phục cùng lúc hai huấn luyện viên từ dẫn dắt đội tuyển quốc gia về dẫn dắt được. Huấn luyện viên Chu Jae đã cắt tìm vàng thế nào tại V-League? Sau hai trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026, huấn luyện viên Chu Jae tiếp tục tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam tại V-League, nhưng không dễ. Kiên định cách cầm quân. Trong 9 tháng qua, tuyển Việt Nam tập trung 5 đợt với 6 trận đấu giao hữu và 2 trận đấu chính thức ở sân chơi vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Chu Jae sàng lọc khoảng gần 100 cầu thủ, có rất nhiều thử nghiệm với cả cựu binh lẫn tân binh ở đội tuyển Việt Nam. Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq vẫn còn thiếu một số ngôi sao, nhưng với ông Chu Jae như thế là tạm ổn. Thực tế, ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Văn Hậu hay phần nào đó là Duy Mạnh, thì Quang Hải ngay cả khi có mặt cũng không tạo dấu ấn bởi chưa lấy lại được phong độ. Thay vì dùng tối đa các cựu binh có nhiều năm chinh chiến như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Chu Jae trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Thái Sơn, Minh Trọng, Đình Bắc, Tuấn Tài, Văn Cường, Thanh Nhàn và Văn Khang. Quyết định sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Pháp gây ra nhiều tranh cãi, nhưng huấn luyện viên 68 tuổi vẫn nhận được sự tôn trọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi lẽ các cầu thủ trẻ sau khi được tin dùng có sự tiến bộ và phần nào đáp ứng được mặt chuyên môn với đội tuyển Việt Nam. Với kết quả thắng Philippines 2-0 và suýt giành được 1 điểm trước Iraq rất mạnh. Quan trọng hơn, việc sử dụng cầu thủ trẻ cho thấy huấn luyện viên Chu Jae kiên định với việc xây dựng lối chơi ở đội tuyển Việt Nam dựa vào những người có khả năng thích nghi chiến lược mới, có sức trẻ và khao khát thể hiện bản thân để chuẩn bị dài hơi cho mục tiêu World Cup trong tương lai. Cuộc kiểm tra toàn diện tại V-League. Huấn luyện viên Philippe Chu Jae gọi tới 80 cầu thủ và chỉ lựa chọn khoảng 1/3 trong số này dùng xây dựng bộ khung cho đội tuyển Việt Nam. Ít ngày tới, V-League 2023-2024 trở lại và chỉ tạm dừng vào cuối tháng 12
cho đội tuyển Việt Nam hồi quân chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Với khoảng thời gian 2 tháng, ông Chu Dê vẫn tập trung soi dò những cựu binh như là Văn Lâm, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh. Dù trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, nhưng nhà cầm quân 68 tuổi hiểu rằng cuộc thay máu ở đội tuyển Việt Nam cần có một lộ trình phù hợp. Hơn nữa, những cầu thủ nói trên nếu như không gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt, gần như chắc chắn có suất đá chính thường xuyên ở câu lạc bộ. Đây chính là nhóm cầu thủ đảm bảo được phong độ ổn định nhất tại đội tuyển Việt Nam. Và trường hợp nhóm trụ cột hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu với chiến lý mới ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Dê có thể mở cửa trở lại với những người mà ông đã ngó lơ như là Hoàng Đức hay là Hùng Dũng. Trong khi đó, nhóm cầu thủ U23 là những người hiểu rõ nhất chiến lý của ông thầy người Pháp, nhưng cơ hội ra sân tại V-League lại ít hơn, thậm chí là không có. Tất cả cũng buộc phải nỗ lực hết sức từ những buổi tập nhằm luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Như vậy, bằng nhiều cách khác nhau, huấn luyện viên Philippe Chuzier kiểm tra phong độ của các cầu thủ mà ông đã sử dụng. Còn những nhân tố mới tại V-League vào lúc này không dễ để ông Chuzier tìm kiếm. Thậm chí ngay cả những cầu thủ thể hiện tốt, họ cần nhiều thời gian làm quen với chiến lược mới ở đội tuyển quốc gia. Với những cầu thủ dự bị hạng 2, nhiều khả năng huấn luyện viên người Pháp chỉ tập trung đánh giá năng lực của những người mà ông đưa vào danh sách sơ bộ hay chủ yếu ngồi dự bị ở đội tuyển như là Đình Triệu, Tiến Anh, Thành Long, Hữu Sơn, Trung Hiếu, Quang Nam và Minh Toàn. Bên cạnh công cuộc đại cát tìm vàng rất khó khăn tại V-League, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã rất chờ đợi sự thay đổi về chất lượng chơi bóng ở giải đấu quốc nội. Ông Chuzier cho rằng việc duy trì nhịp độ chơi liên tục cả trận là điều cần thiết nhằm giúp các cầu thủ nâng tầm thể chất, qua đó có thể chịu được áp lực khi gặp các đối thủ mạnh khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Văn Toàn ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ghi bàn thắng đầu tiên cho Nam Định kể từ ngày chia tay đội bóng Hàn Quốc về Việt Nam. Ở lượt trận vòng loại Cúp Quốc gia 2023-2024, Nam Định có chuyến hành quân làm khách trên sân của đội bóng đang thi đấu hạng nhất là Bình Phước. Trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn nhưng do quy định không sử dụng ngoại binh, Nam Định gặp khó khăn trước đội chủ nhà. Trong suốt hơn 30 phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà thi đấu có phần lấn lướt so với đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Bình Phước thậm chí đã có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và hơn về mặt chất lượng trong đội hình, Nam Định có bàn thắng mở tỷ số phút 38 khi Văn Đạt có tình huống dứt điểm quyết đoán sau pha đột phá của Ngọc Sơn. Tiền đạo Văn Toàn được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Gia Lai chỉ mất 2 phút có mặt trên sân để tạo nên sự bất ngờ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Bàn thắng của Văn Toàn càng tạo nên sự tự tin cho đồng đội cũng như cá nhân. Khép lại trận đấu, Nam Định giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Bình Phước. Đối với Văn Toàn, đây là bàn thắng đầu tiên cho Nam Định kể từ khi chia tay Hàn Quốc về Việt Nam. Bàn thắng này giúp tiền đạo Văn Toàn giải tỏa nhiều áp lực sau trận đấu. Tôi rất vui khi có bàn thắng sau thời gian dài, đặc biệt đây lại là bàn thắng ra mắt câu lạc bộ Nam Định. Toàn đội đã tập luyện lối chơi không có ngoại binh trong thời gian tôi tập trung đội tuyển Việt Nam, nhưng ban huấn luyện đã luôn tin tưởng và trao cho tôi cơ hội, Văn Toàn chia sẻ. Ở trận đấu đáng chú ý khác tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023-2024, Sông Lam Nghệ An dễ dàng đánh bại Đồng Tháp 6-2 để đi tiếp vào vòng 16 đội gặp SHB Đà Nẵng.